hôm nay của mình sẽ có từ con hải ly. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ con khủng long bay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cái vung. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Mình vào đầu tiên là mình xỏ màu đen sau đến màu đỏ nha mọi người ơi. Bấm vào bóng bàn không đã làm chưa? Mọi người đây là phần màu đỏ của mình này. Mọi người phần màu đỏ của mình nha. Phần màu đỏ của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh lá cây nha. Xanh lá cây của mình sẽ xỏ tiếp tục là màu trắng nhé. Mọi người ở đây nha, đây là phần màu trắng của mình. Mọi người ở đây phần màu trắng của mình nha. Các bạn đang nhìn này, đây là phần màu trắng của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh lá trời, sau đó hạt chữ nha. Đó là phát triển.
Mọi người ở đây này, đây là phần màu xanh của mình nhé mọi người. Phần màu xanh của mình nha mọi người ơi. Đây là phần màu xanh của mình nè mọi người. Bây giờ mình sẽ sổ hạt chữ nha. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình sỏi đến đây là xong rồi này. Bây giờ mình sẽ nối lại với nhau nha. Các bạn ơi, giờ mình sẽ nối hai đầu vòng lại với nhau nha. Các bạn ơi, giờ mình sẽ nối hai đầu vòng này lại với nhau. Mình sẽ trang trí nó trước vòng của mình nha. Mọi người, trước vòng mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Chiếc vòng mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thích thì cho mình một like, chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, chiếc vòng đã hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.